Bốn phẩm thiên đế, lúc bấy giờ ở 3.000 đại thiên thế giới này, tất cả tứ đại thiên vương và các thiên đế cho đến cõi trời sắc cứu cánh, cùng vô lượng trăm ngàn muôn ước chúng đồng đến ngồi trong hội chúng. Chư thiên này do các nghiệp thanh tịnh mà chiêu cảm quả dị thục. Hào quang nơi thân tùy phát ra rực rỡ, song so với hào quang của Như Lai thường hiện, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, cho đến không bằng một phần cực nhỏ. Vì sao? Vì trong các hào quang của Phật thường phát ra oai lực rực rỡ. Hào quang Ngài là tối tôn, tối thắng, tối cao, tối diệu, không thể so sánh, không thể sánh bằng, là vô thượng đệ nhất. Hào quang của Phật che lấp mất hẳn hào quang của chư thiên, giống như ánh sáng trăng rằm mùa thu che lấp tất cả ngôi sao. Khi ấy trời Đế Thích Bạch Thiện hiện. Bây giờ trong 3.000 đại thiên thế giới này, đều có tất cả tứ đại thiên vương và các thiên đế cho đến trời sắc cứu cánh, cùng với quyến thuộc đồng vân tập đến chúng hội, muốn nghe Đại Đức tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúi xin Đại Đức thương xót chúng tôi mà tuyên thuyết. Bạch Đại Đức, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Đại Bồ Tát? Vì sao Đại Bồ Tát an trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao Đại Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cụ Thọ Thiện Hiện bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, thiết chúng các vị nên lắng nghe khéo tư duy, tôi sẽ nương sức oai thần của Phật, thuận theo ý của Như Lai mà vì các đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát có thể ở trong pháp đó mà an trụ như vậy, tu học như vậy. Kiều Thi Ca, thiên chúng các vị, vị nào chưa phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nay nên phát tâm. Kiều Thi Ca, nếu những vị nào đã vào chánh tánh ly sanh của thanh văn độc giác thì không thể phát tâm đại Bồ Đề lại nữa. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì vị ấy ngăn cách dòng sanh tử. Trong những vị ấy, nếu vị nào có thể phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì tôi cũng tùy hỷ. Vì sao? Vì các bậc thắng nhân đều nên cầu thắng pháp, tôi hoàn toàn không ngăn cản thiện phẩm thù thắng của họ. Kiều Thi Ca, Ngài hỏi sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát? Lắng nghe, tôi sẽ nói cho Ngài rõ. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ duy sắc uẩn cho đến thức uẩn, hoặc vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã, hoặc bất tịnh, hoặc không, hoặc vô tướng, hoặc vô nguyện, hoặc tịch tĩnh, hoặc viễn ly, hoặc như bệnh, như ung nhọt, như mũi tên, như ghẻ lở, hoặc nhiệt não, hoặc bức bách, hoặc bại hoại, hoặc mục nát, hoặc biến động, hoặc mau diệt, hoặc đáng sợ, hoặc đáng chán, hoặc tai ương, hoặc ngang trái, hoặc có dịch, hoặc có bệnh truyền nhiễm, hoặc không an ổn, hoặc không đáng tin, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Từ duy nhãn xứ cho đến ý xứ, từ duy sắc xứ cho đến pháp xứ, từ duy nhãn giới cho đến ý giới, từ duy sắc giới cho đến pháp giới, từ duy nhãn thức giới cho đến ý thức giới, từ duy nhãn xúc cho đến ý xúc, từ duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, từ duy địa giới cho đến thức giới, từ duy vô minh cho đến não tử cũng lại như vậy. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ duy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, cho đến hoàn toàn là tập hợp khổ lớn. Lại dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ duy vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên lục xứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên lão tử cho đến tập hợp khổ lớn diệt. Tất cả đều diệt như thế là vô ngã, không vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiểu Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí,
dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ gì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịnh tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ duy cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi là vô ngã, ngã sở, vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ duy bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ duy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, từ duy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, từ duy tám giải thoát, chín định thứ đại, từ duy pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, từ duy tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, từ duy cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, từ duy năm loại mắt, sáu phép thần thông, từ duy mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, từ duy pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, từ duy tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, từ duy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều là vô thường, vô ngã, không vô tướng, vô nguyện, tịch tĩnh, viễn ly, biến động, mau diệt, không đáng tin, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, an trụ thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo. Kiểu Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát nào phát khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, chín định thứ đại, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Kiều Thi Ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 498.